Đây là một con cáo sống ngàn năm, hấp thụ linh khí thiên địa mà tu luyện thành người. Cô gặp Võ Tam Tư, một tướng bại trận lánh nạn, thấy ok là đồng ý làm vợ luôn. Với pháp lực phi thường, cô thay chồng đánh tan quân Đại Đường. Đang lúc sung như cây cung thì cô gặp tướng nhà Đường là Tiết Giao, một chàng trai trẻ sáu múi cuồn cuộn, thế là nàng crush anh luôn. Nhưng Tiết Giao chẳng động lòng, nàng phải xài chiêu dùng bùa yêu khiến Tiết Giao theo vào rừng và yêu cô tưng bừng. Cứ thế, Tiết Giao vô cùng vui sướng, cười như cả đời cộng lại, và anh đã bị cô hút hết nam khí, trở thành một cái xác không hồn. Nguyệt Cô thấy thế bèn về báo cáo chồng đã hạ được Tiết Giao. Sư phụ của Tiết Giao là Lý Tịnh cứu anh sống dậy, khiến Nguyệt Cô lại rụng trứng, rồi giả vờ đau bụng nói nếu không có ngọc người thì sẽ lên nóc nhà ngắm gà khoa thân. Nguyệt Cô lo lắng cho người tình, đã lấy ngọc của mình trao cho chàng, nhưng không ngờ Tiết Giao cướp ngọc chạy đi mất. Nguyệt Cô đau đớn phải trở về kiếp xúc sinh, chạy về dinh phủ của Võ Tam Tư. Ông vừa phát hiện ra con dã thú trong khuê phòng thì đã tiễn nó về miền cực nhọc.